Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ cùng mọi người thiết kế nhà nhé. Mọi người có thể dọc video của mình. Ví dụ một bộ video một bộ du lịch đó, mà một bộ du lịch thì mà em quay nhiều chỗ khác nhau là không? Trong một bộ thôi. Quay khác nhau là được rồi. Hả? Quay khác nhau là được rồi. Cố ý em sợ là một bộ là phải cùng một chỗ. Được mà. Khác chỗ được phải không? Được. 3 phút em khác. 3 phút em quay chỗ khác. Cùng du lịch là được rồi hả?
hôm qua có gọi à, anh tắt tắt hộp anh tủ tắt hôm qua có gọi chị chưa? Chưa. Ngon ngon ngon. Còn nhiễm quá đấy. Hả? Tại sao mới trả nó? Chỉ cái lỗ cái hộp được mấy chứ. Thôi mình sao dạ mình dặn thảo đó đi. Chịu được nhầm mà, tắt cho mình tắt. Thank you.
không kẹo mà cửa cảm giác ngư luôn hơn mấy phần. Hả? Mỗi lần đi ra đi bóng mà kẹo mà cửa vậy đi đi. Đây cả nó cảm giác ngư luôn thêm mấy phần. Tết ngươi xuống. Thank you.
Máy tắt nén rồi đó, lớp máy tắt nén rồi đó, cô nhìn
Xuân cùng em từ đó anh sẽ không nhớ lại em sẽ đang đau trong mà sẽ hiểu chia tay là sao?
Cảm ơn anh.
Thải
dâu nữa chứ nữa. Ai? Anh. Tên gì dâu? Bạn vô. 30. 30 nè. 30 là chứ kìa bạn vô chùa nè. Biến nè, kìa em đeo với nè. Kìa hết rồi hả? Ngỡ ngốc ngách đó, cái tôi ngốc ngách đó. Nó thôi là chứ anh phải một chùa vô. Em muốn là em về ngốc ngách. Ừ thì đã có, nhưng có như không vậy thôi. Có như không vậy thôi. Này chị đáng với cảnh hợp với chị làm được à. Điểm đấy. Em không hiểu. Chị bắt cười à? Bắt cười có tiếng Việt em bắt cười luôn nhỉ? À đây. À hả chụp ngang ngay nữa là chúng phải nộp tiếng quỷ không hí? Tại vì muốn đánh đồ. Thế thì không gì đâu. Nó tên Quyền à? Em Quyền mẹ chứ ạ? 200 ngàn, đồ nó cũng đã. Khi chiếu 200 giá thì bạn mẫu à. Chứ nó tên Quyền ấy. Còn đây nó có hơi hiểu hóa chứ nó tên Phạt nữa chứ tên Quyền. Đây, đây. Ừ thì đã có. Nhưng khó nhưng không mà thôi. Có như không vậy thôi. Một trăm là tên quỷ, tên nộp phạt anh nộp chưa? Phạt gì? Phạt gì? Không đem bằng tên. Còn mấy ngàn này? 10 ngàn, kỳ mấy lần. Thế chưa có mã xì. Nhận lương rồi đúng. Nhận lương rồi bánh có được. Mất thật người, người cạnh tè sống. Đến trước thánh tỏ trước tại đi. Nhưng có như không mà thôi. Mất một người xa chung. Và đón thanh xuân cùng em. Anh sẽ giống như sẽ đến đâu cho mà sẽ cho trẻ em. Cũng mệt mấy.
nội. Em cắt một cái miệng để giữ đi đi. Xong rồi đây em cắt một cái đứa hàng da đi xem bên dịp vong còn lại. Xong rồi dịp qua đi. Thôi nhỉ, em tự rơi ráng đổ nước máu đi mà. Đi, gió quay hai tiếng khô rồi. Hai tiếng khô rồi. Hai tiếng chứ mỗi hai giám mấy. Vậy là em có một tiểu cảm nữa. Đúng. Con thêm một cái nhỏ đi nữa, tạm đạt phụ, tạm phụ lần. Thì con bụng điện rồi nhé. Ừ. Ra từ tuổi. Ra từ tuổi à? Phải làm bé đi con ra. Em bao nhiêu? Biết em muốn đã là cái cảm để em sống nó nhiêu đi sống ra đây. Tất cả thứ, tấm gì thứ. Ừ. Ừ thì là có. Có như không thôi. Em nhớ như ngày xưa. Anh biết anh mất sự thank you.
sĩ, hai sĩ, nhiều sĩ. Tròn cái đẹp kiểu hơi tròn tròn cái đường cổ nhọn quá làm cho cậu bóng người nhau tròn tròn đẹp hơn mắt một người là một người ta lớn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.